Xin chào khán giả của Gia Bảo Luxury. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những mẫu đồng hồ Rolex Datejust 36 được yêu thích nhất hiện nay. Không cần phải tranh cãi khi mà khẳng định Oyster Perpetual Datejust đang là một trong những chiếc đồng hồ biểu tượng thuộc catalog đến từ nhà sản xuất Rolex. Thậm chí là bạn không biết nhiều tới thương hiệu Rolex nói chung, nhưng chắc chắn là bạn đã từng nhìn thấy Datejust trên cổ tay của một ai đó rồi. Trên trường quốc tế thì có Tom Cruise hay là Rihanna, thì ở Việt Nam có Ngọc Trinh đều được ghi nhận khi đeo trên tay một chiếc Rolex Datejust. Ra đời vào năm 1945, nhân dịp kỷ niệm 45 năm thành lập thương hiệu, bộ sưu tập Datejust đã dần được thay đổi qua nhiều năm và có thêm nhiều biến thể mới lạ. Hãng sử dụng thêm nhiều sự lựa chọn về mặt chất liệu, loại vành bezel hay loại dây khác nhau đem đến các phiên bản khác nhau cho người hâm mộ. Thậm chí thì Rolex cũng sản xuất thêm nhiều kích cỡ khác nhau từ 28mm, 31mm, 36mm và 41mm. Theo đánh giá riêng thì Datejust 36 chính là dòng đồng hồ được yêu thích nhất trong cả bộ sưu tập này. Dưới đây là những model Datejust 36 được lựa chọn nhiều nhất tại Gia Bảo Luxury cho các anh em cùng tham khảo. Đầu tiên là Rolex Datejust REF126233. Rolex là thuật ngữ Rolex dùng để đề cập đến những mẫu đồng hồ được làm bởi hai chất liệu là thép không gỉ và vàng. Vàng ở đây thì có thể là vàng Everose, vàng vàng hoặc là vàng trắng. Trong nhiều thập kỷ thì nhiều model đã được làm từ hai chất liệu này đã trở thành dòng đồng hồ gặt được nhiều thành công nhất vì kiểu dáng linh hoạt, dễ kết hợp đi với nét thẩm mỹ vượt thời gian. Nếu như bạn đang tìm kiếm một chiếc đồng hồ Rolex với mức giá thích hợp mà không thể chi trả cho một cỗ máy vàng khối, những chiếc đồng hồ Datejust Rolex thực sự là lựa chọn hợp lý. Phiên bản Datejust 126233 xuất hiện thay thế cho chiếc 116233. Về cơ bản thì đây là một phiên bản nâng cấp với sự có mặt của vòng Rehot khắc vòng kim loại giữa mặt kính và mặt số, phần càng nối dây làm với kích thước tinh tế hơn và được đánh bóng đi kèm với những mối nối đã được liên kết chắc chắn hơn. Cái tên thứ hai trong danh sách ngày hôm nay đó là Rolex Datejust 126234. Sự kết hợp giữa thép và vàng là thói quen thường thấy đến từ nhà sản xuất Rolex. Khi kết hợp thép và vàng trắng thì Rolex đã mang tới model 126234. Bộ vỏ đồng hồ được làm từ thép không gỉ, còn vành bezel đến từ vàng trắng. Vàng trắng có diện mạo tương đồng với thép nhưng mà lại nặng hơn. Việc kết hợp giữa hai chất liệu này sẽ mang tới vẻ đẹp tinh tế, không quá là phô trương và hào nhoáng. Kết hợp Rolex Datejust 126234 cùng với một bộ switch đen trắng thì thật sự là không cần phải bàn cãi về sự phối hợp này rồi, đúng không anh em? Là một model hoàn toàn mới của Rolex, thay thế cho chiếc 116234 thì chiếc 126234 này có trang bị bộ máy cơ học thế hệ mới, có thể hoạt động trong vòng 70 giờ đồng hồ với size số cộng 2 chỉ trừ 2 giây một ngày. Cái tên thứ 3 trong bộ sưu tập lần này đó là Rolex Datejust REF126231. Everose là một loại chất liệu được Rolex sử dụng độc quyền. Sự kết hợp giữa đồng, vàng và platinum rất ít đã tạo nên loại hợp chất mang tên Everose. Trông như là vàng hồng nhưng màu sắc tươi sáng và có khả năng chống ăn mòn đáng kể cả với nước biển và tia UV. Chiếc REF126231 xuất hiện dưới bộ vỏ từ Everose quyến rũ cùng với thép không gỉ Oyster Steel bền bỉ. Dòng đồng hồ Datejust 116231 đã chính thức rút lui để Datejust 126231 lên sàn với diện mạo thanh lịch. Rất nhiều sự lựa chọn về mặt số đã được Rolex cung cấp cho mẫu REF126231. Từ cọc chỉ giờ dạng Baton phủ chất phát quang cho đến cọc kim cương Brilliant Cut lộng lẫy. Tương tự với bất cứ model Datejust 36 hiện tại nào thì chiếc đồng hồ này có thể kháng nước ở mức 100m. Tiếp theo hãy cùng chú ý đến mẫu Rolex Datejust REF126200. Thuộc dòng đồng hồ Entry Level, với những đồng hồ có giá thấp nhất thì chiếc 126200 sở hữu bộ vỏ từ thép không gỉ. Trước khi có tên chính thức là Oyster Steel, thép không gỉ của Rolex có tên gọi tạm thời là 904L. Dù tên có thay đổi thì thép do Rolex sản xuất thể hiện những ưu điểm hơn so với thép 316 mà nhiều thương hiệu khác đang sử dụng. Điểm khiến mọi chiếc đồng hồ dù là dòng Dredge Watch cũng có khả năng kháng nước ở mức thấp nhất 100m trừ Seleni là nhà sản xuất đã sử dụng núm vặn dạng twin lock cùng bộ và vỏ monoblock khép kín đi kèm với nắp đáy xoắn vít vặn chặt. Đi kèm với mặt kính Sapphire thì Rolex Datejust 126200 là chiếc đồng hồ tin cậy, ổn định và phù hợp với phong cách mọi ngày. Và cái tên cuối cùng trong danh sách ngày hôm nay, Rolex Datejust REF116238 vàng khối.
Ban đầu, Datejust được Rolex giới thiệu trong bộ vỏ nguyên khối vàng vàng. Tại thời điểm xuất hiện thì dòng đồng hồ này là chiếc đồng hồ duy nhất của hãng có khả năng tự chuyển đổi ngày vào dịp nửa đêm. Phiên bản đầu tiên là từ vàng vàng và do đó sẽ chẳng còn phiên bản nào phảng phất nét đẹp cổ điển như là 116238 cả. Dĩ nhiên thì 116238 vẫn mang trên mình nhiều chi tiết hiện đại như là vành bezel chia khía, các sự lựa chọn về mặt số khác nhau, dáng càng nối dây dài hơn và dây đeo chắc chắn liền mạch. Có khả năng kháng nước ở mức 100m, bộ máy tự động 3135. Datejust 116238 là mẫu đồng hồ có thể đi với bạn ở bất cứ nơi nào. Tất cả những chi tiết trên đồng hồ đều được Rolex chất tác thủ công với sự hoàn thiện tinh tế. Và nếu như bạn có một khoản khá lớn thì hãy nên thử cỗ máy này thêm xem sao. Không biết là trong video ngày hôm nay thì các anh em đã lựa chọn được một chiếc đồng hồ thích hợp cho mình hay chưa? Nếu như phải lòng cô chân dài nào thì hãy liên hệ với Gia Bảo Luxury để được tư vấn kỹ hơn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.